Tiết lộ chiến lược mình đã dùng khi ôn thi môn tiếng Anh để đạt 9 cộng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bạn nào muốn xuất phát sớm để có lợi thế sau này thì không nên bỏ qua video này nha. Thứ nhất là nghiên cứu cấu trúc đề thi. Trước khi ôn mình sẽ nghiên cứu kỹ cấu trúc đề thi gồm những dạng bài nào để phân bổ thời gian ôn từng dạng sao cho phù hợp, cũng như ôn đúng các kiến thức cần thiết, tránh ôn lan man. Đề thi mọi người lên mạng tìm kiếm sẽ ra rất nhiều nha. Thứ hai là lên chiến lược ôn tập hợp lý. Timeline ôn tập mình đã dùng là học kỳ 1 mình sẽ luyện thật chắc các dạng mình yếu như là đọc hiểu, câu đồng nghĩa, trái nghĩa và đồng thời nạp thật nhiều từ vựng nhất có thể. Học kỳ 2 sau khi nghỉ Tết mình sẽ bắt đầu vào luyện đề. Để kịp tiến độ như trên thì trước khi vào năm học mình đã tranh thủ lúc nghỉ hè để tổng ôn hết một lượt các ngữ pháp quan trọng, nên khi vào năm học mình sẽ sang bước luyện bài thực tế được luôn. Nếu như bạn cần tài liệu ôn ngữ pháp và từ vựng một cách ngắn gọn thì mình gợi ý cuốn sách Chiến thuật Mind Map tự học vẫn giỏi tiếng Anh. Cuốn sách này sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là ngữ pháp được hệ thống dưới dạng bảng biểu. Mình thấy kiến thức được hệ thống theo từng bảng như này rất phù hợp cho các bạn đang muốn ôn tập lại. Ngữ pháp sẽ được tổng hợp cả công thức, cách dùng và những chú ý dấu hiệu nhận biết của chúng. Phần hai là từ vựng được hệ thống dưới dạng sơ đồ tư duy. Cuốn sách sẽ hệ thống lại những từ vựng quan trọng nhất của các unit trong sách giáo khoa theo dạng sơ đồ nhánh. Với một đứa rất thích học bằng Mind Map như mình thì thấy hệ thống như này siêu tiện, mình không cần phải mất công mò lại từng từ trong sách để tổng hợp lại nữa. Phần 3 là phương pháp làm dạng bài đọc hiểu. Phần này sách sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm từng dạng câu hỏi trong bài đọc hiểu, một dạng mà mình thấy là rất dễ bị lừa nếu như không có cách ôn phù hợp. Từng dạng sẽ đi kèm ví dụ phân tích cụ thể và có bài tập kèm đáp án để luyện tập ở phía sau. Mọi người có thể tham khảo cuốn sách này ở giỏ hàng góc dưới bên trái màn hình của mình nha. Đừng quên follow mình để biết thêm nhiều tiết học tập hiệu quả nhé.